Dạ Tân xin chào cô chú anh chị đang theo dõi trên kênh Tân nha. Hôm nay là Tân đi chợ ngày 9 tháng 4 cô chú anh chị. Mấy nay ông già nghỉ về quê đám nên không có đăng clip cho cô chú anh chị mình xem. Hôm nay đi cập nhật giá chợ đầu mối, hôm nay có rẻ đồ rẻ không cô chú anh chị? Hôm nay bông lau giá nhiêu vậy Thảo? Hôm nay rẻ dữ à? Nay có 2 cái mấy à? À cái nhỏ hả? 13 con nhé. Hôm nay còn có 160 à, cá 2 cái mấy nha cô chú anh chị. Cá gà hại dữ rồi đó, cá là lúc khoảng 2 cái mấy cũng 180, 180, 189 luôn á. Giờ hạ rồi cô chú anh chị rẻ. Giờ dặn nhà nuôi nhiều quá đại trà rồi, giờ rẻ. Lúc trước rồi cũng 200 mấy không chứ không có rẻ đâu nha. Thấy anh hai con nha. Thảo ơi, hai con cả 2 cái mấy 3 ký Thảo. Hai con nha. Này quá rẻ à. Cá chẽm gài nhiêu em? Chẽm ký gài giá mắc không? Thảo. Ký gà mắc không? Chẽm nữa. Cá này 100 ngàn. Thấy mấy con cá bự bự đó mắc không? 120 hả? Có cái chẽm lớn luôn, chẽm nuôi lớn luôn. 8-9 ký. Hả? 8-9 ký luôn hả? Bự dữ vậy. Cá nuôi mà nó nay lớn chưa à? Thôi cá nuôi mà nó nay lớn dữ ta. Cái hầm cá lớn ít khi nào có lắm á. Rồi có chịch lấu nữa nè. Chịch lấu nè 250-270 coi chú anh chị, tùy theo lớn nhỏ. Ôi có trứng quá trời luôn. Quá trời trứng. Được rồi, rẻ cho anh. Rẻ lại hả? Bao nhiêu mà rẻ? Cái này còn 180-170. Vậy hả? Còn lớn nhất là 190. Rẻ lại rồi. Khoảng 201 hả? Đúng rồi. Đột 20 ngàn rồi. Đi qua coi cá thu này rẻ. Này đồ thấy nhiều quá coi chú anh chị. Hôm gài gần tháng nay hình như là cá biển nhiều lắm. Hôm gài đang nghỉ đăng tháng tuần lễ rồi đó. Cần vlog. Cá hâu nhiêu ạ? Cá hâu nhiêu ạ? Này rẻ không? Rẻ như cho luôn hả? Rồi có cái đùi. Có một con 4 kg rồi bắt con nhiêu này nhiêu ạ? 160 ngàn. Ôi rẻ dữ à. Ủa mới rẻ mà không có người mua, bởi đừng anh rẻ. Làm con 4 kg nha. Má người ta sống người khứa luôn không? Khứa luôn đi chứ về nhà người ta khứa bể thịt hết sao. Cái chim này gà rẻ không? Không gà có đăng video đâu biết giá cả gì đâu. Cá này không có hạ cô chú anh chị ơi. Còn lên giá nữa chứ không có hạ. Cá xịn hơn. Đủ cái chất lượng luôn rồi. Con nó bự quá. Nó cũng xinh 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 lè xinh lét luôn. Đậu má bán giết dân như này bệnh hết rồi. Bệnh hết rồi, về công ty giờ thất nghiệp quá giờ mày ăn. Con này đi khứa giùm mày. Cá bự nó ngon quá. Xinh lè luôn. Cái 7 rồi đó, lấy mẹ 5 kg đi. Ta dặn có 3 kg mấy 4 kg rồi, bắt con nhỏ nhỏ hơn xíu đi. Cá bự không vậy? Ngán. Giờ ăn giờ ngán tiền. Chút xíu về được không? Chút cũng được, dặn. Là đẹp vậy không đó? Dặn vậy được. Dặn đi. Bà này có cá ngừ ngon quá, có cá rúng luôn rồi chú anh chị ơi. Cá lạc luôn. Ôi này có con cá mó bự nè. Cá mó trắng nè. Ôi. Con này uống 5 kg luôn. Nghe hả? Lại chơi mà. Cá quá trời tươi. Cá mấy chú nè. Không bán đồ mà lại đi hoài. Không bán thôi đi ra.
Có cá mú 5kg không anh Túc? Sao có mú 5kg không? Cá mú 5kg có không? Bán con phi lê. Bán con cá mú 5kg phi lê giùm không? Cá mú. Quá đẹp luôn à. Chút 5kg. Này cá xịn sò không? Cá phèn này. Từ quá xa từ mới đi gạo vòng cá quá trời cá luôn. Đây để kiếm trong thùng con nào nhỏ nhỏ vô giòn ngon ngon nha. Trời ơi cá ngao hôm nay bự bự không à, quá trời đã. Cá mớm, cá mớm, cá này lâu lâu gặp. Quỳ nghỉ hay gì anh? Bán còn cá mú 5kg rồi. Cá gì? Cá mú. Mày giá nhiều ạ? À? Cá mú hả? Chán lại được mày. Cá xịn quá trời luôn, có cái mú nhỏ nhỏ ngon quá, cái mú thiên nhiên nè, cá biển quá trời quá đất à. Thôi để ăn con bự phi lê cho cổ luôn. Hôm nay có đầu cái gọc nó nâu hơn thì không ai mua. Nay mấy nay đồ quá trời nhiều không sao? Quá trời luôn đồ không? Cá mối nhiều quá trời luôn. Cá mối này mắc tiền không sao? Cá mối này lâu lâu mới vô, mới trắng em nhiều ký. 100.000 hả? 115.000. Mối trắng 115.000 thôi chứ. Nhưng mà nay thì dịch rồi, mình xấu rồi. Anh trai nhà năm ngoài chứ. Cái lớn này, cái lớn này, này mấy ký rồi lấy luôn. 3 ký à, có 3 ký à. Có nhiêu đây đủ à. Lấy này ra anh Tấu. Ừ, 3 ký à. Đi trồng không có sắp vàng, sắp trắng rồi, sắp vàng ngon nè. Mày nhiêu vậy anh? Đây đây nè, bữa. Nè. Có mấy con hả con? Có chừng tầm 3 kg. Nhiêu ạ? Sao nè, nước su bu nói giá để cho tao biết, khán giả tao biết nên tao biết giá, mai mốt rồi còn người khác mua nữa chứ. Bắt con cá đuối luôn, đuối nè rẻ rồi phải không? Đuối mấy ký? Đuối 3 kg. Đuối gà rẻ phải không? Đuối rẻ à? Rẻ 16 hả? Cá mú này nhiêu? Mú rẻ luôn. Rẻ luôn. Cô có mú biển rẻ, có mú nghệ, mú sống quá trời luôn, rẻ nửa tiền luôn. Cá mú mú nuôi mà mắc hơn cá mú biển nữa. Hết tiền rồi về quê xin tiền rồi lên làm vốn rồi đi tiếp. Có tiền rồi đi buôn nữa, hết tiền rồi ở nhà chứ sao giờ. Đó. Bây giờ có muốn quá trời luôn à. Đó con đó ngon đó. Ủa, đèn chớp quá. Con đèn thôi luôn á. Lấy con này đi. Ồ, quá ngon luôn. 16 à. 16 bạn.
mấy ký là đưa anh phi lê giùm á. Rồi 5.3 kg. Ok, rồi vừa vừa ý luôn. Phi lê giùm. 5.4 kg bạn ơi. 5.4 kg hả? 5.3 kg để ta nói bạn này nọ đó. Phi lê giùm anh Đấu. Phi lê ạ. Phi lê. Còn cá đuối luôn nè bạn. Này của ai vậy? Này có cái gì vậy? Cái gì nhỏ quá. Cá đuối 3 kg. Bỏ luôn. Một con 3 kg thôi. 3 kg. Mới về luôn hả? Đó, mới về luôn nè. Rồi 3 kg 3 luôn. Lụm. Lưỡi này nhiêu bạn? Lưỡi bự quá vậy. 7 đi. Trời ơi giỡn vậy. Giống ngoài 6 nữa. Thì như 150 rồi bạn. Sao vậy? Cái sầu. Này là lưỡi sầu đó. Có 2 kg, có món đục chưa vô hả? 2 kg, khoảng 5 con. Món đục chưa vô đã. Bắt đầu đi. Cầm thấy vô cái này giá cao quá, sao thôi thử lấy cái kia 200 ngàn. Mà không có cá hố vậy? Không về đâu, hôm qua cái hàng ông kia ông vô kiếm một tăng. Chị nghĩ về quê. Hả? Về quê mới lên. Ai chứ? Con lên nhà mẹ. Này không có cá hố nè. Sáng vô kiếm tầng, nó chắc thằng tầng về rồi, không chắc phải về rồi vậy. Thôi đi. Tầng nó về rồi, còn đây đâu, anh kiếm nó thấy nó bán đồ trên ấy đó. Cậu nó về kiếm. Kiếm em phải đi trước 4 giờ mới gặp. Trời. Đi nhiều là 7, 6, 7 giờ sáng đâu mới gặp. Chỗ đây mà. Nó không có gì ở đâu, đợi bà lạnh đi, nó có gì đó. Bác có chọc đây đây không? Này không có đồ gì, em giáo vậy. Mấy vừa kia đã cá quá trời, vừa ít cá quá vậy. À, vừa bảy bữa nay cái vựa cá anh đây trả cái vựa nên quá trời rộng luôn mà. Quá rộng luôn ha. Có tôm gì không? 30 con hả? Bán 2 kg à? Giá nhiêu ạ? 2 kg à? Nhiêu ạ? Mua tôm sú với 1 kg 2 kg không nè? Lá bự không? Có lá bự. Lá bự mới được. Lá gầy ghẻ không bảy? Ồ vậy hả? Bữa nay nhiêu? Bữa nay nhiêu? Bắt con 5 con lá sồ nhất đi. 7 con sồ nhất đi. 7 con bự nhất á. Lá sống không ngon quá trời luôn nè. Trời ơi. Lá này mua cho chị Phở Loan ở Bình Dương. Lớn lớn mà sồ á. 8 con đi. Để dặn khi bự bự không có bự cái đó nó không đủ ký rồi cái kỹ nha. Lá ngon quá trời luôn. Mực lúc này ít thôi vậy. Ít lại hả? Hổm nhiều hả? Lá ngon quá trời luôn, nó sống không minơ không luôn. Ông thước nhiều rồi. Ừ. 28 luôn hả? Có 2 kg à? Bằng giá với... Đây vừa này trả à? Rồi, phải bắt có rồi. Đủ rồi. Cá kèo đó ông chủ. Có. Kèo này sồ ghẻ không chủ? Đây mắc à. Mắc hả? Kèo nhiêu? Sồ đó hả? Nhiêu anh? 220 nữa rồi. 220 nữa rồi. Cá kèo năm nay mắc quá trời mắc vậy ta. Năm nay không thấy hạ luôn. Rồi 220 ngàn luôn. Quá trời mắc rồi.
có 3 ký rồi tính tiền đi lát lấy. Lát bơm cho sống cho chị đi, nó sẽ rộng. Hôm qua người ta mua lương từ từ lấy, đừng có lấy giờ. Chưa có làm đâu. Dặn thôi trả tiền thôi ạ. Ta dặn lương để sống mà quên dặn thằng em nó đi lấy, nó đi làm luôn rồi đem về ăn luôn. 5 kg lô. Ta dặn đây sống mà quên dặn nó tèo đi lấy. Ăn luôn 5 kg luôn. Làm lương khô để dành Tết ăn. Làm lương khô để dành Tết ăn. Lâu lâu vợ đuổi à, xách lương khô là đi đó. Qua hỏi tôm lóng gà rẻ không? Lóng gà rẻ không chị ba? Dạ, hàng dẻo dẻo không à con ơi. Dẻo không à? Hết mùa ha. Có mà hết rồi. Dạ. Thèm mắc không? 25 con gà giá nhiều. 25 mới 220. Hết, bữa nay có hàng lột không à? Hàng lột này về nó hơi mềm với lại thịt nó không có đủ coi chú anh chị. Ờ, không có con trứng nào luôn hả? Rồi mối vậy thì sao? Chết luôn. Dẻo không à, tôm lột không à. Sao mấy cái tôm lột này nó bắt si ủ người ta không để cứng cứng hả bác à? Đánh cũng không tới mà phải chưa rồi sao? Hả? Đánh cũng không được, hèn mềm quá lột chưa luôn rồi. Vậy hả? Ừ. Đánh cũng không kiếm được á. Để bán luôn. Rồi. Phải cứng quán có giá hơn tôm lột. Lột thà lột cơm ăn mới ngon nghe con chú anh chị, còn để lột mà hơi dẻo dẻo cái này nó không có thịt đâu, thịt nó bở. Cá trình cũng ra cá bự không ta, còn 2 kg đâu. Cá mú ra bự không? Anh con có mú khổng lồ đó. Cá mú của em bự không? Anh Bảy, cá mú em bự không anh Bảy? Ờ, nghệ con còn đó như còn hai mấy ký rồi, con bắt con to nhất đó. Hai mấy ký hả? Thở mới hơi hên được con 40 kg, bữa nay dặn lại không có. Không có mà không lấy. Làm đứt hổm có rồi. Tao hổm muôn con rồi quên nè. Đợt trước thì không có dặn. Trời ơi. Thì cô mua cho cha mai lễ gì lớn lắm cô chú anh chị, bên đạo Thiên Chúa tăng cô cũng gành đậu mà cô mua để biếu cha, kiếm con 30-40 kg mà hồi đó thì có 2 mấy ký là như nó 300.000 ký đó. Bữa nay không biết nhưng hổm mua con từng trước từng biết 300.000. Ôi ôi cá lăng. Cá lăng này 155.000. Cá lăng là thịt ăn dai lắm nha cô chú anh chị. Vừa nấu lẩu hết sảy luôn á. Nhúng giấm rồi. Con này 3-4 kg. Cá tầm Việt Nam gà không có hả? Không có. Kỳ ta. Dạ về tầm Trung Quốc không phải đến chị, tầm bự không, tầm 5-7 kg không, tầm nhỏ này không có luôn rồi. Hổm gà không có bán tầm này không á hả? Rồi mua cái tầm 2 con cái tầm ký 8 không có luôn. Cái món nhỏ này biết giá gà giá nhiêu không, 300 mấy không hả? 285 hả? Xuống à rồi. Hay rẻ lại của những chị 285.000, hổm 315.000, hổm gà cái từng lễ nay mới cập nhật giá lại xuống rồi. Ồ con nó ăn giòn tới luôn ha. Chuối ngọc ăn giòn hơn cá chép giòn nha cô chú anh chị. Cá này không có xương. Cá này tới 190-200.000 là nó mắc hơn cá chép giòn. Mắc hơn nhiều lắm. Con này tầm cái mấy 2 kg rồi cho nó không có lớn đâu nè. Cá này nó không có dãy với lộn, không có xương. Nó không có dãy, nó trần trùi giống như là con lươn vậy. Nó không có dãy. Rồi, cái này cái gì ngộ vậy?
con mực gì ngon đi. Trời ơi con mực nhìn ý ẹ à. Nó mua cái này chưa? Dạ 145 ngàn hả? Vậy hả? Nó 5 ký. À lọt rồi, lọt 5 ký em. Mày lên giá dữ ta. Nguyên con gà giá nhiều. 115 ngàn. Trời ơi con này con gì cũng chả hiểu luôn, mới gặp lần đầu luôn. Mực này chắc mực đại dương quá, cái đuôi nữa nè phải không chị? Này mực đại dương á hả? Hay là cái gì? Cái này mực đại dương hay phải gì không biết luôn, bán mà không biết luôn. Mới lấy về luôn hả? Không biết cái gì nữa. Người người ta hỏi bán cái con gì rồi trả lời sao trời? Quá đai rồi chứ. Con này ta cũng mới gặp luôn, cái này không biết phải cái đuôi mực đại dương không ta? Ngộn quá. Cái đó nó mắc không tiền? Rẻ. Hả? Ôi cái đầu bà tuột, cái râu bà tuột đông lạnh. Tuột đại dương. Ô mấy cái này mấy cái đầu mực của con mực đại dương, mực xà gì đó. Ui nó mực nó mà ăn gì. Mai em có sò đẹp anh Bảy? Sò đẹp nay em có hả? Tội gì lại đem về như là trời ơi. Tỏi với sò vương gà ghẻ không? Sò vương 220, ốc tỏi 22, bên đó 23, đây 200. Con gà ghẻ như thế ta. Sò lông thì 160, đó 150. Mày 130, mày 80. Sao lần đực có 80 à? Lần đực. Đực nó ốm hơn à? Sò lông đực là ghẻ nửa tiền luôn. Dạ. Dạ. Có đầu sao? Cái đều vàng à. Mà nhỏ nhỏ có gì đâu ăn mà xấu đẹp gì. Ăn rồi thịt nhiều nó phải bọc bằng cái kia nữa. Ăn rồi ngon rồi càng đâu càng xấu đẹp. Cái nào muốn sò đẹp mà mua mấy cái sò đẹp cũng có đâu. Sò vương gà ghẻ, ốc tỏi ghẻ con tính kìa. Sò lông cái này cũng còn ở 160 nha. Mập. Sò lông này mập. Cua, cua. Mới lên nè, cua mới lên nè. Cua lấu gài giá sao em? Mắc không em? Đã đỡ là hà hà rồi đó hả? Con gà giá nhiều rồi, con 4 con rồi. Rồi chứ 28. À, mai hạ được 20-30 rồi. 280 ngàn của chúng chị. Hổm là mua tới 200-300. Dây bự gì luôn á. Hả? Mua cái sò này tính anh nhiêu ạ? Vậy luôn 28 luôn. Cái sò này nó không có bự luôn các anh chị. Nhỏ nhỏ cỡ tầm 4 con tí. Nhỏ. Bác liền lát cộng tiền anh chuyển khoản luôn nghe không? Ờ chậu cộng nhắn đi. Dài cua nhiều không bạn? Cua được. Trời. Cua nhỏ gài mắc không? Cua nhỏ gài mắc không? Nhỏ gài cũng chắc phải 200 mấy hả? 100 mấy hả? Cua nhỏ rẻ hơn con ve hả? Cua nhỏ là 5-6 con á coi cho anh chị. 100 mấy là cũng gì bự. Hả? Cua ngon thì cũng 9-5. Chín 200 là mua ngon không? Cua lẩu thôi chứ anh chị, cua nó nấu lẩu cua 5-6 con tí. Dài. Cua năm nay sao mắc hoài ta? Thì ha. Đó cua mắc tới cua nhỏ này 200 mấy
cua bán luôn. Làm ăn thì khó khăn là trời đẹp này, gà ghẻ chưa chị? Gà ghẻ chưa hả? Trăm rưỡi hoài vậy, càng ghẻ bự đâu. Mai mới lấy, mai lấy cho chị này đi nước ngoài nè, mai phải đi xách tay qua mình nút. Mai có 2 kg thì mới khô thì bạn. Gà giá nhiêu chị? Ôi nó càng này lớn dữ vậy. Ờ, càng này đẹp. Mai càng lớn này nay nhiêu ạ? À? Hả? 680 hả? Rẻ rẻ mấy chục ngàn rồi. Mai lấy. Mai lấy 2 kg. Ôi càng này ngon quá trời. Ôi ôi càng này thứ này hổm không có mua nữa. Mới có nay mấy ngày. Vậy hả? 7 kg hả? Rồi. Quá trời đẹp luôn, càng lớn. Thơm quá. Càng gì. Nên ơi, để đi thôi, khỏi muốn gì ra. Mai đi, mai lấy 2 kg. Bữa nay chưa xài. Để hộp luôn hả? Gì? Để hộp gì luôn hả? Trời ơi, đóng hộp này qua tính ngoài. Hộp của tao ở đây chứ mấy cá. Chưa ép chân không, ở bên đây có ai đầu ép? Bên đây bán cá, bán gì không ai ép. Chị hút được không? Nhà có máy mà. Nhà có máy, mai hút cho em 2 kg đi. Hút sẵn rồi tối đem ra. Sáng giờ hút quá. Tại bả cũng cấp đông, bả đi cái gì vậy? Rảnh quá ha. Nói cho mai ra, mai lấy 2 kg gương bự á. Bữa nay không có gì trơn. Mua hàu về nấu cháo đi, hàu này hổm về nấu cháo ăn. Nói chứ hút sẵn để đá đi tươi cũng được. Ai biết, bà kêu hút còn đồ bỏ nhãn nữa, ở đây không biết nhãn đâu bỏ. Ở đây bán cá không chứ phải bán khô đồ nhãn. Có luôn hả? Trời ơi, ta có đầy đủ cho bà đi nước ngoài luôn á, mà làm sao bà đi? Cô lột, ta có nhãn, ta có hóa đơn luôn. Dạ dạ. Hay là nhãn bệnh chỉ công ty bệnh hả? Hả? Coi, thấy rồi, thấy giữa bệnh rồi. Thấy rồi, mai rồi, nếu có, nó có hút rồi hút giùm đi 2 kg thì mai em lấy, mai đem gai nha. Mà quảng cáo hút mà muốn không có ai hút. Hút không có hút giấc này đâu có ai hút. Sáng rồi rảnh hút chứ. Sáng mới dạ hút chứ. Ủa giờ thì đóng vô hộp nhỏ nhỏ hộp nửa ký được rồi chứ ai hút. Mà hút kiểu này em đâu có lãnh được. Tại mình sáng mình đi ship sớm mà. Ở đây ở trong người đâu có ai đâu hút. Không mà hút chứ. Vô cái hộp nửa ký vô hộp rồi bỏ vô trong bờ ai cho đẹp chứ tự hút. Này lấy. Khó lòng quá, bên chợ khô người ta hút đạt đạt cái xong ở đây ấy. Đâu có ai đem bỏ máy ngoài chợ đâu hút. Còn người ta bỏ ở nhà. Có cái bịch bao tử này nè, người ta mua cái bịch bao tử này nè, người ta về ta ép, ta kéo qua vậy thôi chứ ai hút đâu. Nè. Thấy à. Thử nè. Nè. Đó đặt cái mấy cái bịch vậy nè, giờ mình bỏ cua vô chỗ mình ép, kéo lại vậy thôi chứ. Bao tử nó nhiêu ký? 60.000. Bao tử này làm hơi cực nhưng mà ăn nó giòn lắm cô chú anh chị. Về xào cải chua cũng ngon, xào gì cũng ngon, về trà mắc hơn. Ờ 60.000 à, mua về ăn nó giòn. Trời ơi, rượu yêu tận tâm luôn. Không có dơ, đâu có gì đâu. Bao tử bự quá hả? Nhiều em trời ơi, chưa biết nhiêu rồi, ai biết đâu, có 2 kg à, báo chưa cho 2 kg nha, bán nhiều bán mấy nhiêu nữa, bán mà chưa biết giá luôn hả, đóng mối chưa biết giá luôn hả,
Qua mắc lại hả? Ốc mắc lại không? Đồ thấy nó cũng bớt bớt lại hả? Nay giá cao dữ trời. Nay ốc phường biển nay cao. Ủa nãy nhiêu lớn chị đâu? Nhiêu ở đây đâu? Nó lớn không? Bữa nay kêu tới 700.000 chứ. Nay không có cồ nữa như bữa hả chị? Nay ốc phường biển như nay tới 700.000 dữ rồi. Hôm qua hả? Rồi bữa nay đi kiếm ốc hương biển, chỉ có một chỗ có mà đứng chị. Giá cao quá phải lại mua thôi. Tại đi vòng vòng nãy giờ coi có nhiều đồ không. Chứ ốc hương hổm cũng rẻ, bữa nay thấy nó cao giá quá. Nên giá phải trời chỉ có một chỗ mà nãy là kia thấy có nữa mà nó hết, nãy ít. 700.000. Lại hỏi chị Yên có bác không? Chà bánh lụm hết trơn không biết còn không nữa. Hào Hào hương bự không à. Trong biển luôn thiên nhiên. Rồi nó bự nè. Bên đây nhiêu, bên đây nhiêu chị Nhi? Mình lớn rồi, trời, cái này đâu có đủ đâu ta, lấy 650 đi. Còn cái người ký này chắc lấy cái loại 700 này ăn cho sướng. Chị Nhi lấy em này ha, 2 bọc 2 chị Nhi. Này nó có bự nha cô chú anh chị, 40 con à. Rồi 700 này nó 20 con, 25 con à, 25 con á. Cân cái này anh hai bọc hay 2 kg hay như liệu? 2 bọc 2 ạ. Ừ. Đủ không? Cái này cho 40 con rồi. Hương biển này ít hả? Dạ. Cao quá. 700 là cũng chưa mắc hơn so nữa, hổng hổng 750 luôn á. Có 1 kg này đi, 1 kg này nữa đi. 1 kg lớn thì ăn cho nó sướng rồi. Không có đủ rồi, không đủ ốc rồi. Ốc biển nè, tao mua theo hên xui nha cô chú anh chị. Bữa nào nó có đồ nhiều thì nó rẻ, còn không có nữa mắc. Nói gì đó. Làm cho anh ký bự này nữa. Thiếu mấy con á, muốn bỏ qua lỗ à. Kệ đi mối luôn. Ờ, ký này nữa đi, ký 700 đi. Con này bữa nay có 20 mấy ký à? Thôi dạ, cái con này đựng cái thùng nào ta? Rồi đúng rồi đó. Có 2 cây á. Cây rưỡi. Cây rưỡi. Để nó ở trên nóc luôn á. Nhiêu ký anh bảy? 24 ký mấy hả? Chắc cái nắp cho nó lỗ thở cho anh đó. Để khô luôn rồi ra Bình Dương cũng sống.
nước đá vô. Nước đá vô. Đâu chết chóc nữa đâu. Có cái thùng kìa. Bán cho cái thùng luôn đi. Hả? Có cái thùng trắng rồi bán luôn đi. Có. Đây con cá mú 25,4 kg cho anh chị. Giá 300.000. Muốn thì không có hạ giá, mà muốn nhỏ này hạ giá. Muốn nghề lớn không có hạ. Ăn con cá mú 7 triệu mấy. Ăn con cá mú còn hơn là mua một con heo 100 kg dưới quê. Heo á, con heo ở dưới quê là có tầm nhiều 4 triệu mấy à, 100 kg. Dài có cá leo thường nha cô chú anh chị, cá leo sông nha. Cá leo nào quá trời, cá lông sông mà. Có con cá này câu còn dính cái dây nữa nè. Chắc gì luôn. Nấu lẩu luôn. Để gà có cá lăng bự thường cậu. Có nè, con xài con phải điện trước. Điện trước có được. Cá lăng. Số tao đi cái gì mày điện mà giá máy được. Đó là cái leo quá trời luôn, cá leo 200 ngàn. Cái chưa phải không? Số lượng nó lăng lớn ít. Cái leo ngon quá trời luôn, 200. Nước phẩm mắc giờ có vô mùa rẻ. Cá nheo nuôi. Mày mắc rồi ta đất. Cái này hả? Cái này 120. 120 à? Cá nheo rồi chú anh chị. Cá này khác cá leo này chứ không phải. Còn cá bự thì 130, còn cho con là 120. Đây theo lộ sông gà có thường rồi đó. Rồi hôm nay Tân quay đến đây kết thúc clip của chú anh chị. Cô chú anh chị có ăn thì đặt bình thường ha. Gà thì chợ nó cũng có rẻ chứ nó không mắc. Cái này thấy tôm đất nó cũng còn nước cô chú anh chị. Này nước nó vừa chảy hay sao thế, hôm nay thấy tôm đất còn á. Mùa cuối nước thì chắc nó mắc hơn mấy cái giữa nước lúc gầm hổm rẻ. Rồi hôm nay đang dừng clip đây nghe của chú anh chị.